tập trung vào hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt các loại cây trồng, vật nuôi thế mạnh của địa phương như kỹ thuật trồng, chăm sóc, chế biến, tiêu thụ cây rẻ, cây đào, cây lê, kỹ thuật gieo cấy lúa khẩu nua lách, đặc sản, trồng nấm, khoai lang mật, chăn nuôi trâu bò, dê ngựa. Ngoài ra, huyện còn hướng dẫn người dân cách khai thác thị trường, phát huy tiềm năng, giá trị của sản phẩm địa phương. Ngân Sơn phấn đấu từ nay đến năm 2025 sẽ có ít nhất 1.200 người nghèo, hộ dân ở các xã đặc biệt khó khăn được hỗ trợ đào tạo nghề.